Nhờ những tháng ngày làm việc miệt mài không ngơi nghỉ của các anh chị em trong công ty đa giống loài, lãnh thổ của Mê Vụ Đại Sơn hiện đã vượt quá quy mô của một quốc gia nhỏ. Từ ban đầu là một thung lũng nhỏ ở chính giữa chuyên phủ sương mù, Mê Vụ Đại Sơn sau đó bành trướng thế lực ra dãy núi Lạp Á. Sau đó hắn tấn công về phía đông, có được Bắc Cảnh, rồi lên phía bắc lấy được cả Hoang Vu và Thảo Nguyên. Gần đây nhất dàn anh chị xuống thế giới sắt nằm cạnh Bắc Cảnh và khu vực biển. Nhưng nhiều đó làm sao mà đủ được, Ngưu Tử Du hiện tại còn muốn mở thêm một vòng tác chiến mới để tập hợp thêm 500 anh em bạn bè trước khi thủy triều linh lực lần thứ 3 ập đến, gần như toàn bộ dị thú của Mê Vụ Đại Sơn đều xuất quân. Đêm nay ở rừng Vong Linh không có lấy một ngọn gió, dăm ba cành cây đen ngòm vươn lên nền trời tối sẵn tưởng yên tĩnh nhưng bên trong đã bị khuấy đảo đến không ngờ. Bàn chân móng quốc xanh dẫm uỳnh xuống nền đất đá bên dưới đến vỡ nát, cái con xanh lè xanh lét này vừa dừng lại giống một tiếng thật lớn để thị uy với kẻ vừa đến đang xâm phạm hang ổ của mình. Trong bộ dạng nó thật sự giống dị thú đã vào rank 3, vẻ khát máu này có lẽ bởi đã thống trị một vùng được một thời gian cho đến khi Tử Liêm mới độ sờ kin xuất hiện. Anh nhà ta thẳng cánh bay một phát vèo đến chỗ địch thủ, hai bên càng sắc nhọn đã xòe rộng ra nhưng liệu chênh lệch kích thước có làm Tử Liêm chiếm được lợi thế? Nó cứ thế lao thẳng vào mõm con tê giác biến dị đang há to chuẩn bị đớp lấy mình một cái. Bất thình lình Tử Liêm bật chế độ hiệu ứng, tạo thành một lớp linh lực, không hề chao đảo mà đâm sầm vào đối thủ, hai cái càng phía trước sắc bén cắt liên tục vào không khí, chẳng mấy chốc đã cắt thành công cái con dị thú to xác này. Nó đổ ẩm xuống mặt đất, mồm miệng tung tóe toàn máu là máu, mặt trợn ngực trắng dã không chút khả năng phản kháng. Thân hình đổ sộ bị khoét một lỗ lớn, Tử Liêm xuất hiện đằng sau nó không hề mẻ một mảnh, linh lực bao trọn thân mình nữa là quả nhiên khả năng đã tăng cực kỳ mạnh sau khi trở thành vanh ba. Khi con bọ ngựa đã phóng đi nơi khác để xử đối thủ khác, Lãnh Phong lù lù xuất hiện cùng một em chuột cạnh bên để giao phó nhiệm vụ, di chuyển nó đến hẻm núi Bắc Vũ, đừng để nó chết. Con chuột lớn hơn Lãnh Phong mà ngoan ngoãn đáp vâng, để lại một mình anh ta trầm ngâm. Bọ ngựa Tử Liêm dựa vào sức mạnh hư không cực kỳ khủng bố của mình mà lần nào cũng có thể giải quyết đối thủ trong nháy mắt. Anh ta không giống tụi nó, trước giờ đều làm ở vị trí hậu cần nên có thời gian quan sát đồng đội mình tốt hơn. Ở một nơi khác có lũ côn trùng siêu phàm dữ dằn đang hội đồng xử lý kẻ xâm lược. Thế mà nơi có dị thú kích thước nhỏ lại không có đối thủ ngang tầm hạng cân. Long chi của rồng sấm sét dứt khoát được làm đầy cứ như đang xúc miệng buổi sáng. Nó ngẩng cổ lên rồi khạc phẹt một tiếng vào đám loi cho bên dưới. Chiêu thức thổ tức căng cực căng không nói lời nào. Quét đến đâu là cày tung hết cả đất đá lên. Hang ổ của run dế còn bay hết sạch. Nói gì mấy con bọ hung đang đập cánh trên này. Nói chung lợi thế đang hoàn toàn nghiêng về rồng sấm sét. Nó không hề bị ảnh hưởng bởi kích thước quá cỡ của mình mà sợ sệt gì bọn loi choi. Cứ thế đánh giết liên miên đã kéo dài gần 2 năm trời. Năm thứ 5 linh lực hồi phục, Mê Vụ Đại Sơn lại mở rộng đối ngoại một lần nữa, không ngừng thu phục và đánh lui thú triều. Rồng sấm sét trải qua nhiều trận chiến luôn phải xử những đám dị thú đi bầy đàn. Nó đã quen với chỗ đậu duy nhất trong mấy dăm xung quanh chỉ có đỉnh của trông xác dị thú. Công cuộc mở rộng địa bàn chưa bao giờ ngơi tay, tất cả mọi nơi từ ấm nóng đến lạnh lẽo, đâu đâu cũng có dấu chân của dị thú Mê Vụ Đại Sơn đến khiêu chiến địa bàn và giết những kẻ đối địch. Cửu đại hung thú cũng bận rộn không kém, bởi thực lực vượt xa những anh chị em mới vào sau cùng và kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, các chiến trường hiểm trở và độ nguy hiểm cao đều có bóng dáng. Trong vô số trận chiến diễn ra không ngừng nghỉ, các trận đấu số lượng vẫn luôn khiến người ta ngạc nhiên về số lượng đối chọi cùng quy mô của Mê Vụ Đại Sơn. Muốn chất lượng có chất lượng, muốn kích thước có kích thước, muốn số lượng đương nhiên cũng có luôn. Đàn nhện độc cùng với nhím đâu ngắn bố con thằng thỏ nào đâu chứ. Tộc Tinh Tinh thì khỏi nói, bình thường bọn anh là thợ hồ bốc vác con nhà gia giáo, thế mà chỉ một tiếng huýt sáo lên đường cả ngay. Cả đàn Tinh Tinh đủ chủng loại màu sắc cùng nhau chiến đấu theo lệnh chỉ huy của con đầu đàn, nhìn thôi đã thấy áp đảo. Mê Vụ Đại Sơn khuấy cho nước đục ngầu lên, không thèm coi bất kỳ lãnh thổ hay giống nòi nào là cái đinh trong mắt mình cả. Bảo sao bọn người ở liên bang không cay máu. Khắp nơi truyền về hình ảnh hung thú ở Mê Vụ Đại Sơn đi đánh giết, khiến họ tự hỏi mấy cái tên này đang làm trò gì thế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Mê Vụ Đại Sơn phát điên rồi sao? Liên bang cứng họng không giải thích được, liên minh 10 nước giờ đang xem đoạn ghi hình rồng sấm sét vừa bay vừa phun sấm và nước cũng ồ lên cực kỳ ngạc nhiên. Vì sao dị thú của Mê Vụ Đại Sơn lại xuất hiện trong cấm khu chứ? Thế lực của bọn chúng mò được đến tận đó sao? Nguyên nhân cụ thể còn đang điều tra, trước mắt vẫn chưa thể xác định tình hình, chúng sẽ không phá vỡ hiệp ước rồi ra tay với nhân loại đó chứ? Vấn đề này mới là cốt yếu khiến nhân loại đau đầu, vừa chống đỡ với dị thú mà vừa phải chiến đấu với Mê Vụ Đại Sơn chắc chắn làm tất cả chết ngắt. Có tiếng ai đó thất thanh ra lệnh, mau đi tìm Thiết Quyền Bạo Quân, bảo hắn tìm hiểu tình hình của Mê Vụ Đại Sơn. Ở La Quốc khỏi nói, bận rộn lắm luôn, nhiều người tăng ca liên tục mấy ngày rồi chưa được nghỉ bởi công việc gấp gáp, hiện tại là cố mà khống chế cục diện vốn đã tuột ra khỏi tầm kiểm soát. Ai ai cũng trong tình trạng hốt hoảng bởi Mê Vụ Đại Sơn im lặng 3 năm, giờ giống như con gấu khổng lồ sau giấc ngủ đông. Trong phòng họp La Quốc đang ồn ào, đám siêu phàm giả cấp cao chất vấn nhau không ngừng nghỉ giây nào. Thiết Quyền, chẳng lẽ ngươi không biết chuyện Mê Vụ Đại Sơn xuất động, dị thú hoành hành sao? Không phải ngươi đã ký kết khế ước với bọn họ rồi sao? Thiết Quyền đã chọc rồi còn bị người ta hỏi câu khó, anh ta gào mồm lên chửi, không phải bản thân ngươi cũng đã sớm giống như ta rồi à? Chuyện này mà ngươi cũng không biết, dựa vào đâu ta nhất định phải biết? Chỉ là chạy đến sinh tinh chất sống, có gì đâu mà đòi người ta phải tiết lộ bí mật kế hoạch trước cho mình chứ. Thế là cả phòng họp như cái chợ vỡ để mà chỉ trỏ nhau chỉ trích, các vị đang ngồi có mấy người sạch sẽ, không cần ta nói tỉ mỉ đúng không?
Cũng chỉ tại có người đến mê vụ đại sơn cầu sức mạnh, người lại không nên chẳng mấy chốc đám đàn ông tính nóng như kem suýt nữa ảo đến tần nhau một trận ra trò. Đừng lúc thiết quyền đấu tranh vì mình, đừng có mà nhầm lẫn đôi bên với nhau nữa đi. Đột nhiên có kẻ nào đó quát lớn tiếng bảo đủ rồi đấy, cầm hết cả mồm vào đi, muốn ầm ĩ đến khi nào nữa. Đang căng hết sức, nguyên một con chim cắt trà bá xải rộng cánh đâm thủng bức tường kiên cố của La Quốc mà nhào vào phòng. Holy shit, chim gì mà đục thủng tường của siêu phàm giả thế này? Du Chuẩn không thèm quan tâm đám này cho lắm, nó đến để truyền tin, vừa đến nơi đã xòe rộng cánh thông báo, phụng mệnh thần thụ, nếu các ngươi có tin tức dị thú cường đại hoặc thiên kiêu các tộc, có thể thông báo cho mê vụ đại sơn. Mặt con chim cắt đầu đàn trông cực kỳ bén khi thông báo cho bọn họ biết, tất cả đều có phần thưởng, còn nếu như không có, thì an phận thủ thường, còn nếu không chịu nữa thì giết. Một câu này nói ra là biết thật, không hề giật gân tí nào. Chừng đó sau phàm giả dương mắt nhìn lên Du Chuẩn trên cao, không dám hé răng một lời. Truyền xong tin tức, chim cắt đầu đàn sải cánh bay ra khỏi thành phố của La Quốc ngay lập tức. Thông tin ít thế thôi chắc con người cũng làm quen được chứ nhỉ. Thích thì đến phá mảng tường, thì xong chuyện của mình rồi lượn ngay trước mũi đám siêu phàm giả làm ai nấy cay cú lắm. Nhất là thiên kiêu đưa mắt nhìn theo, cắn răng tự nghĩ giờ đây mình nên quy hàng hay hàng phục. Chứ kiểu này sớm hay muộn nó cũng quét qua La Quốc mà thôi. Ngu tử Du sai đàn em đến thông báo chứ đâu phải thương lượng. Sâu trong Bắc Cảnh Tưởng, nơi đã là địa bàn của Ngu Tử Du nhưng còn nhiều vùng chưa biết đến, đằng sau những dãy núi phủ đầy băng tuyết vẫn đang diễn ra trận chiến khốc liệt. Người khổng lồ băng giá toàn thân phủ kiến băng như một loại giáp đang lao vùn vụt về phía đối thủ. Nó chỉ là siêu phàm rank 2 nên băng xuyên cứ thế húc thẳng đầu không chút ngập ngừng. Trong số các anh chị em cửu đại được cử đi chinh phạt, nó là đứa hay đi đánh lẻ nhất bởi chuyên sử dụng cú húc băng ngà nhọn để xuyên thủng ruột những đối thủ khác. Băng xuyên đúng như cái tên của nó, xuyên qua băng phủ trên người khổng lồ một cách dễ dàng. Tiếng rắc rắc vang dội trong không khí rồi con dị thú bị hóa kiếp trong luồng linh lực dữ dội. Xong chuyện ở đây, nó liếc nhìn con rồng trắng đằng sau ra việc, băng dao à, mang những thứ này về đi. Đưa em vâng một tiếng đáp lời, ở đây không có đội thợ hồ của Lãnh Phong nên xử xong đứa nào cứ phải tự lực cánh sinh mà rước về cho chủ nhân trong khe núi mờ xương quanh năm suốt tháng. Ngu tử Du sung sướng nhìn các đệ quay về với rất nhiều chiến lợi phẩm, không khỏi reo lên lần này thu hoạch không ít nhỉ. Nhìn vô số những thứ lố nhố sẫm màu trên bãi cỏ, hắn liếc mắt nhanh qua đánh giá, chúng ta đã bắt được một lượng lớn quái vật như vậy trong mấy ngày ngắn ngủi. Mà điều khiến bản thân Ngu Tử Du quan tâm nhất chính là ba sinh vật này. Đầu tiên là người khổng lồ băng giá nhặt ở sâu trong khe núi Bắc Vũ về, có con đã chết có con vẫn còn sống, đợi hắn khai thác tiềm năng. Một cái rễ cây giữ chặt giống chim gì đó như Du Chuẩn của công ty đa giống loài, chỉ là trông nó già dặn hơn, Ngu Tử Du lầm nhầm một hồi, nhớ ra ổ con này có phải là kim sĩ băng điểu. Bất ngờ hơn là những sinh vật không mang hình dạng loài vật mà giống yêu tinh trong các chuyện của nhân loại kể, đây là những sinh vật giống như yêu tinh và người lùn sao? Đang xăm soi một thằng xanh lá, đột nhiên nó mở bừng mắt khiến người ta hết cả hồn. Bất thình lình nó há miệng khạc ra một cột sức mạnh chiếu vào kẻ mà ai cũng biết là ai. Đợi mãi mới được đem về quân doanh, nó muốn giết tên đầu đàn trước. Có điều Ngu Tử Du lên được chức này là bởi thực lực chứ không phải ô dù đâu bạn nhé. Một cái rễ cây đâm lên trong tích tắc chắn thành công luồng linh lực trước khi con yêu tinh định thu lại, Ngu Tử Du đã xuyên thẳng một cái rễ qua lồng ngực nó. Nếu đã không sinh xin đừng chơi trò ngu ngốc mà thử thách sự kiên trì của hắn nhé. Đơn giản rằng không muốn theo ta thì đi chết đi. Ta không muốn bị phản bội khi đối đầu với hắc ám, còn nhiều việc hơn cần phải làm, rảnh đâu đi thu phục từng đứa le ve. Cơn giận của Ngu Tử Du lập tức giảm hẳn khi thấy bảng thông báo của hệ thống, điểm tiến hóa cộng 200 vạn, linh lực hấp thu 50 vạn. Làm gương một đứa xong xuôi, Ngu Tử Du hà khắc một câu duy nhất nhìn xuống đám dị thú đã được bắt về. Tiếp theo đến lượt các người lựa chọn. Một đám đông đủ các con vật rú lên khi thấy tên kia bị giết dễ dàng trước mắt, đứa nào đứa nấy nhìn Ngu Tử Du với ánh mắt phán xét nhưng không dám hó hé một lời bởi ánh mắt sáng khí đang chằm chằm chiếu về cả đám. Ở đây cây liễu chỉ cho hai lựa chọn duy nhất, quy thuận ta hay là chết, mời chọn. Mà đang yên đang lành sống, ai lại chọn cái chết đúng không?